Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để tạo màn hình kết thúc của video. Và cái việc mình tạo màn hình kết thúc của video này nó rất là có lợi. Cái lợi đầu tiên là sẽ giúp cho các bạn tăng điểm SEO. Tăng điểm SEO thì nó sẽ làm cho cái YouTube của mình sẽ được tìm kiếm nhiều hơn. Cái clip của mình đấy sẽ được nhiều người biết đến hơn. Cái thứ hai là khi các bạn tạo màn hình kết thúc á, thì khi kết thúc cái video đấy, nó sẽ chủ động dẫn dắt khán giả của chúng ta sang một cái clip khác cũng là của mình. Và mình sẽ đi vào cái phần cụ thể như sau, rất là đơn giản các bạn nhé. Trước tiên là chúng ta phải vào YouTube của chúng ta đã này. Đó, chúng ta sẽ vào kênh của chúng ta này. Kênh của tôi này. Các bạn vào đã kênh của tôi giống như ở đây rồi thì các bạn sẽ vào phần video này. Sau khi các bạn đã tích vào phần video thì nó sẽ hiện ra một cái trang gồm có tất cả các video của bạn. Và bây giờ là ví dụ như là mình sẽ lấy cái video này. Đây. Đây là một cái video và mình muốn tạo cái màn hình kết thúc của nó. Mình sẽ làm như sau. Mình mở video lên. Sau đó ở phần bên dưới, đây như các bạn thấy ở đây nó có cái phần chỉnh sửa video. Và mình sẽ tích vào cái phần chỉnh sửa video này. Rồi bây giờ chúng ta đã vào được cái phần này rồi. Đấy, cho các bạn làm theo thì các bạn cũng sẽ vào được cái phần của các bạn giống như ở đây. Sau đó các bạn sẽ ấn vào cái phần bên trái đây, nó có cái nút chỉnh sửa. Các bạn sẽ tích vào đó. Đấy, các bạn sẽ được một cái chỉnh sửa mới của YouTube. Và như các bạn thấy đây, phần cuối cùng này nó có chữ thêm màn hình kết thúc. Các bạn tích vào đây. Màn hình này là màn hình trống, nó không có màn hình kết thúc. Thế đây nó sẽ có là thêm một video hoặc danh sách phát và một đăng ký. Cái phần tròn này, khi khách hàng lướt qua đấy, nó sẽ hiện lên cái phần là đăng ký. Nếu khách hàng chưa đăng ký kênh của mình, khách hàng tích vào đây thì nó sẽ là đăng ký. Còn đây nó sẽ là video đề xuất. Hoặc là có thể chọn cái mẫu khác là có hai video hoặc danh sách phát. Hoặc là hai video và một đề xuất có thể hiện giống như ở đây. Và các mô hình giống như ở đây. Và mình thì mình thích cái này hơn. Vậy mình sẽ ấn cái này. Và mình sẽ ấn phần áp dụng vào đây. Đấy. Bây giờ chúng ta đã được một cái... Rồi bây giờ chúng ta đã được cái trang giống như các bạn thấy ở đây. Sau đó các bạn tích vào đây. Đấy. Vô này. Video tải lên gần đây. Thì bây giờ các bạn sẽ chọn một cái video cụ thể từ trong số các video của mình. Và mình sẽ chọn một video. Đấy, đây sẽ là video đầu tiên của mình. Và mình có thể để nó ở đây. Hoặc mình chỉ nó xê xuống dưới hoặc xê lên trên cũng được, không sao. Đây, mình kéo nó xê xuống dưới. Phần bên này, cái này là cái mà nó sẽ hiện lên tên kênh của bạn. Và nó sẽ giới thiệu hướng khách hàng đến cái phần đăng ký kênh của mình. Phần thứ ba là cái phần video phù hợp nhất với người xem. Các bạn cũng tích vào đây. Sau đó các bạn sẽ ấn sang phần chọn một video cụ thể. Đấy. Các bạn chọn một video và các bạn dán vào đấy. Đấy. Mình cho nó sẽ xuống. Mình thích đặt ở cuối này hơn. Đấy. Rồi sau khi xong rồi thì ấn lưu. Và mình ấn lưu. Và cái việc tạo màn hình kết thúc của mình là đã hoàn thành rồi. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem là kết quả chúng ta làm nó như thế nào các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem lại cái kết quả mà chúng ta vừa làm được các bạn nhé. Bây giờ các bạn mở cái video của chúng ta, mở các video của các bạn ra. Kiểm tra. Mình kéo đi cho nó nhanh. Rồi. Như các bạn thấy đây, nó đã hiện màn hình kết thúc đây. Nếu mình tích vào đây, nó sẽ chuyển sang video này. Nếu mình tích vào đây, thì nó sẽ chuyển sang video tiếp theo mà mình muốn khán giả hướng tới. Và nếu như tích qua cái biểu tượng này, thì nó sẽ hướng khán giả đến cái phần đăng ký. Nếu như mà khán giả chưa đăng ký thông tin, chưa đăng ký like kênh của mình. Và như vậy là cái việc chúng ta tạo màn hình kết thúc video là đã thành công rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái clip của mình. Và chúc tất cả các bạn thành công.